ngày nay, nhu cầu đời sống được nâng lên. Việc thưởng thức những món ẩm thực trong một không gian thoáng mát luôn là tiêu chí lựa chọn của nhiều người. Đặc biệt, để có một bữa điểm tâm sáng với đầy đủ dưỡng chất cho một ngày mới, thì việc tìm được một quán ăn hay một nhà hàng nào đó thoáng mát, phục vụ tận tình, chu đáo, tạo cảm giác ngon miệng khi thưởng thức món ăn giữa cuộc sống luôn ổn ả chốn thị thành, đúng là không đơn giản. Thưa quý vị và các bạn, bữa sáng được coi là bữa ăn điểm tâm cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho một ngày làm việc có hiệu quả. Nhưng về vấn đề này thì về tính chất công việc hay một lý do nào đó mà một số người là vẫn đang còn bỏ qua bữa sáng. Trong chương trình Ngon và Lành hôm nay, tôi sẽ dẫn các bạn đến nhà hàng Sân Vườn Giáng Xưa. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy một số món ăn điểm tâm bữa sáng có thể là cung cấp các cái nguồn năng lượng dồi dào cho một ngày làm việc. Một trong những món ăn tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay đó là món bún bò đò trai. Bún bò đò trai từ lâu được mọi người biết đến là một món ăn ẩm thực của người dân vùng Đức Thọ, Hà Tĩnh. Giờ đây, món ăn này cũng có thể được tìm thấy ở một số nơi khác qua bàn tay chế biến của những người con xa quê hay thậm chí là những người đã lỡ phải lòng với món ăn này. Bún bò đò trai rất khác so với các loại bún khác. Điều dễ nhận thấy nhất đó là sợi bún to, tròn, có màu hơi nâu. Bởi nó được làm từ một loại gạo quê vẫn được người dân dùng để nấu rượu. Trong quá trình làm bún, người dân thực hiện theo cách thủ công nên sợi bún trông to hơn so với các loại bún làm bằng công nghiệp khác. Để có được món bún bò đò trai thơm ngon thì người làm cũng phải rất cầu kỳ và cẩn thận ngay từ khâu đầu tiên chọn nguyên liệu. Thịt bò mềm, ngon, thơm chính là thịt của những con bò được chăn thả ven đê. Bún phải chọn đúng loại được làm bằng thủ công. Một ít xương ống bò cùng với đuôi đem hầm để làm nước dùng sẽ tạo độ ngọt béo cho món ăn. Có mời đến anh Lê Hùng Luân, đầu bếp của nhà hàng Sân Vườn Giáng Xưa. Trong cái chương trình hôm nay thì anh Luân sẽ giới thiệu cho chúng ta về cái món bún bò đò trai. Trước khi đi vào chế biến thì anh có thể là chia sẻ một đôi điều về món bún bò đò trai này được không ạ? Tôi xin chia sẻ về món bún bò đò trai này. Món bún bò đò trai này có nguồn gốc từ ở Hà Tĩnh. Nên các cái nguyên liệu chính của món bún bò đò trai này cùng về bao tận Hà Tĩnh để lấy về. Thì gồm nó nguyên liệu thì cũng chỉ là nó đơn giản thôi, bao gồm là thịt bò, bún và các cái rau, các cái gia vị chanh ớt và tỏi. Riêng thịt bò đây thì bò là ăn có bơ đế, đặc biệt bò ăn có bơ đế và thịt thái là mình phải thái dây khoảng 1 đến 2 phân gì đó. Thịt bò thái vì khi để làm để cho nó ngọt mình phải... Còn riêng bún này là bún xay ngang, bún đen, gọi là bún đen vì là nếu mà gọi bún đen là vì là lấy từ gạo xay ngán, gạo để làm gạo để nấu rượu lấu để bỏ vào trong cái bát bún thì thường thường là hành thái khoảng 1 đến 2 phân
mùi tàu này là thải to hơn là tránh và thải triệt để nó rầy mùi, khi bỏ vào trong được dùng để nó rầy mùi. Và nếu mà cho thêm một thêm bị cong hay chè để tăng thì lên cái bát bún bò đao trái nó thêm đẹp và hấp dẫn hơn. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn cái món bún bò đao trái. Món này cũng dễ làm. Tại thịt bò này mình bỏ vào trong nồi nước dùng để mình trần quá nó tại không được chín. Vì thịt bò này nếu thịt tại thì nó ăn nó ngọt hơn, nó ngon hơn. Còn chín nó ăn cảm giác cứng vào trong miệng mình thì cũng cảm giác lắm miệng thịt bò nữa. Bún bò đao trái và các cái loại bún khác nó khác biệt, đầu tiên là về cái nguyên liệu, thứ hai là về cái cách ăn uống là bún, các đầu tiên là cách ăn uống là các cái loại bún thường thì thường bỏ thẳng vào và các cái nguyên liệu khác bỏ chúng vào, những viên bún bò đao trái khác bún khác và bỏ chỗ khác và nước dùng là bỏ chỗ khác. Bún bò đao trái là phải có mỡ bò khi ăn để cho nó tôn lên cái vẻ, tốn đến cái cách ăn đặc trưng của món bún bò đao trái. Cách thưởng thức món bún bò đao trái rất khác lạ. Khi ăn, không cho bún vào nước dùng như bún Huế hay bún bò khác, mà mỗi thứ được để riêng ra, tùy theo khẩu vị và sở thích của từng người. Thêm một ít gia vị, giấm tỏi, ớt cay muối vào. Cảm giác được hút từng thìa nước dùng đang còn nóng hổi, béo ngậy, đậm đà, thơm mùi thịt bò, có vị hơi cay, khiến cho tinh thần thêm sảng khoái. Món bún bò đao trái có thể được ăn kèm với món bánh khô, hay còn gọi là bánh đa. Nhà hàng là nó là rất là sạch sẽ, không gian sạch sẽ, thoáng đãng, rồi là yên tĩnh và dịch vụ rất là tốt, nhân viên phục vụ tốt, dịch vụ tốt, nói chung các món ăn là đều phục vụ đều chất lượng rất là tốt, trong đó có món bún bò đao trái. Bún bò đao trái thực sự là tôi cũng ăn nhiều nơi. Ở trong Hà Tĩnh có, mà ở Vinh đây tôi cũng ăn nhiều nơi, nhưng có những cái đặc thù riêng, ví dụ như là cái sợi bún nó dai, nhưng mà là khi ăn vào trong miệng nó lại rất là đậm đà cái hương vị. Thịt bò là mềm và cái nước dùng ngon, sợi bún là dai và nó khác các những sợi bún khác, là nó sợi bún khác nó nhìn quá và là mình lúc mình ăn mình cảm thấy là nó có gì đó nó công nghiệp, có mang tính công nghiệp. Còn cái này, cái sợi bún này nó ta được cảm nhận được rằng là nó làm thủ công từ bàn tay trực tiếp nhào nặn của người là bún, chứ không phải là qua các cái thiết bị máy móc khác, không qua tẩy quy trình tẩy trắng nào cả, mà nói nó là được làm bằng tay, rất là thủ công và thực sự là ngon. Thường xuyên đến đây ăn sáng điện tâm cũng phải cả con hoặc là với ba mẹ, thì tôi thấy cái món bún bò đao trái là rất là ngon, rất vừa miệng, đậm đà, vị đậm đà. Nguyên liệu để chế biến món bún bò đao trái: bún, thịt bò, xương ống bò dùng để hầm lấy nước, các gia vị khác, hành lá, mùi tàu, muối, nước mắm, bột nêm, mì chính. Cách chế biến: rửa sạch xương ống bò, đem bỏ vào nồi hầm. Thịt bò thái miếng mỏng, to, vừa phải. Thái nhỏ hành lá, dài khoảng 2 cm. Mùi tàu thái xếp nhỏ. Chần thịt bò vừa chín tới, không để quá lâu sẽ làm dai thịt, mất độ ngọt. Bỏ thịt bò vừa chần vào bát nước dùng, thêm rau gia vị. Thưởng thức dần bún với nước dùng.
với món bún bò đỏ trai thơm ngon dành cho buổi sáng cũng đủ cung cấp một hàm lượng lớn chất tinh bột, vitamin B1, B2, vitamin E. Ngoài ra, trong thịt bò còn chứa vitamin B như B3, B5, B6 và B12, giúp duy trì sự hình thành của tế bào máu và các tế bào thần kinh. Trong đó, vitamin B12 quyết định sức khỏe của hệ thần kinh và rất tốt cho tế bào máu. Đặc biệt, thịt bò chứa nguồn chất sắt rất tốt cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Độ tuổi thường có nguy cơ thiếu hụt chất sắt cao. Trong thịt bò có tổng hàm lượng chất béo thấp, tỷ lệ axit béo không sinh cholesterol cao hơn axit béo bão hòa. Thịt bò nếu được tiêu thụ với liều lượng cân đối, có thể đưa vào chế độ ăn kiêng, giảm cholesterol hoặc giúp tăng cường và bồi dưỡng cho sức khỏe tim mạch. Có thể nói, thịt bò rất giàu axit amin, kali, protein. Cách tốt nhất để bổ sung là ăn thịt bò, bởi lượng protein trong thịt bò nhiều gấp khoảng 2 lần so với cá và thịt gia cầm. Bên cạnh đó, tỏi chứa nhiều chất kháng sinh, allicin, giúp chống lại các virus gây bệnh. Trong tỏi cũng có chứa hàm lượng lớn vitamin A, B, C, D, PP, hydrat carbon, polysaccharide, inulin, phytosterol và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể như iốt, canxi, phosphor, magie, các nguyên tố vi lượng. Tỏi còn có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, giàu chất chống oxy hóa, giúp khôi phục hoạt động của tế bào trong cơ thể, nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại rất nhiều bệnh tật khác. Giờ đây, món bún bò đỏ trai được nhiều người biết đến không chỉ là một món ăn ngon, mà còn ẩn chứa trong đó hình bóng của một vùng quê.